Nào, bác sĩ bắt đầu quen rồi đấy. Em ngồi xuống. Nào, bác sĩ đề nghị bác sĩ phát biểu cảm tưởng đi. Con Lăng vừa vừa thôi. Con có thích không con? Đấy, ngồi này vì đúng dáng này. Ê. Rồi, bắt đầu thích rồi đấy. Cứ làm cứ nhẹ nhẹ thôi, để nó quen dần dần hả? Từ từ hả? Đây, con để tay đây này. Đây là đi chơi đu quay chứ không phải là đi họp hội nghị đâu. Mà để tay như thế con nhá. Đấy. Đúng rồi, hai, ba nào. Hai, ba nào. Rồi, bây giờ quen rồi đấy. Em ngồi lên cái bên kia kìa. Cái bên này á? Ừ. Bên này em hò chân làm sao vừa? Được chứ làm sao không được. Cho trẻ con thôi. Úi dồi. Được. Không, chân em không còn vừa. Được. Không. Cứ ngồi cố lên đi. Ở bên này thì vừa này. Thế yeah. Rồi, Maxi và mẹ cùng đi đu quay đây. À, đi xích đu nào, xem ai xích đu mạnh hơn nào. Cố lên. Maxi cố lên. Rồi, yeah. Bắt đầu thích rồi đấy.